Máy xay sinh tố đa năng GOINJESIC 500 bi cây món quà cao cấp và ý nghĩa dành cho mọi gia đình Việt. Máy xay sinh tố đa năng Gorenje SIC 500 bi cây tích hợp tính năng 3 trong một có thể xay phong phú nhiều loại thực phẩm như thịt, tôm cá, xay đá viên, xay hoa quả, rau củ vô cùng tiện lợi và dễ dàng, máy xay làm bằng thép không gì cao cấp SUS 303. Không bị han gì trong quá trình sử dụng, chịu được nhiệt cao, chịu bền tốt, bình đựng làm bằng nhựa dẻo cao cấp độ bền cao. Đế cao su chống trơn, máy xay có dung tích lên tới 1.5 lít giúp bạn xay nghiền được lượng lớn thực phẩm trong một lần. Giúp tiết kiệm điện và thời gian chế biến hơn, việc vệ sinh cho máy xay cũng vô cùng đơn giản và dễ dàng. Chất liệu sử dụng của máy xay Gorenje đều đáp ứng các yêu cầu an toàn cho sức khỏe của châu Âu nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Công dụng chính của máy xay sinh tố đa năng, xay phong phú nhiều loại thực phẩm như thịt, tôm, cá. Xay đá viên, xay hoa quả, rau củ vô cùng tiện lợi và dễ dàng, dùng tích máy lên tới 1.5 lít giúp bạn xay nghiền được lượng lớn thực phẩm trong một lần. Giúp tiết kiệm điện và thời gian chế biến hơn, không bị han gì trong quá trình sử dụng. Chịu được nhiệt cao, chịu bền tốt, thông số của máy xay sinh tố, thương hiệu Gorenje, công suất. 500W dung tích 1.5 lít, kích thước 21 x 31 x 18 cm, bảo hành 06 tháng, chất liệu của sản phẩm. Máy xay sinh tố đa năng SIC 500BK làm bằng thép không gì cao cấp SUS 303, không bị han gì trong quá trình sử dụng. Chịu được nhiệt cao, chịu bền tốt, bình đựng làm bằng nhựa dẻo cao cấp độ bền cao, đế cao su chống trơn. Giới thiệu thương hiệu GOAINZI Korenne -E, nằm trong top 10 nhà sản xuất thiết bị nhà bếp trong liên minh châu Âu. Có trụ sở chính và nhà máy lớn nhất đặt tại Velenje, Slovenia, với hơn 65 năm phát triển, đến nay sản phẩm của hãng đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là một thương hiệu xuất sắc sản xuất ra những thiết bị có chất lượng cao và trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị hàng đầu châu Âu.